Ủa, mà hình như em thấy homestay của anh Hai Hổ trang trí đẹp quá à, không biết có nhiều khách không ta? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ê, trai 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 đây. Ê, không. Ủa anh Hai, đợt này khách đông không? Nói chung là cũng lây rai, nhưng mà tới đây đông lắm mà nha. Ngon lành rồi. Lát nhậu mày. Nhậu chứ. Ủa rồi mày về đây hồi nào? Rồi qua đây làm gì đây? Thất nghiệp, về đây cấm câu. Quán của chú Hai kỳ này đông khách nên chia lại với bé Tư làm, tao phụ vậy mà. Ủa mày tính là bỏ thành phố về đây luôn hả? Nói chung là chuyện dài dòng lắm mày ơi, chiều kể cho nghe. Vậy nha. Anh Hai, về anh Hai ơi. Bye bye. Bye bye nha. Dạ. Rồi nhớ nha. Hai đứa nhỏ đẹp đâu quá trời. Ủa, mà người đó là ai vậy? Ủa, em không biết hả? Lòng con bà Tám sớm mình á. Nó là bạn học cũ của con Điền. Trời, giám đốc đó nghe. Nguyên sớm mình có mình nó là thành đạt nhất luôn á. Nhưng mà sắp đám cưới rồi. Cưới hôm mai nãy đi chung với nó á. Bởi vậy, em đừng có tư tưởng đâu chứ. Tư tưởng đây nè, nè nè, nè, thấy không? Nè, đây dàn khè nè, đây dàn chạch. Hợp ghê không? Thấy một cặp mà không phải một cặp đâu ha. Bớt đi. Rồi sau này em sẽ ui hả. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa.